Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Trong vài năm trở lại đây thì việc học sinh, sinh viên bị lôi kéo tham gia vào những hoạt động chống phá nhà nước, lật đổ chính quyền nhân dân thì không còn là hiện tượng đơn lẻ. Những cái tên thuộc thế hệ 9X như là Trần Hoàng Phúc sinh năm 1994 hay Nguyễn Phương Uyên sinh năm 1992 bị lôi kéo vào việc tuyên truyền chống phá nhà nước đã gây bức xúc trong dư luận. Những hoài bão của tuổi trẻ đã bị chính bản thân họ đóng lại phía sau song sắt chỉ vì dễ dao động trước những lời kích động lôi kéo ngon ngọt của những phần tử phản động. Vậy tại sao học sinh sinh viên lại trở thành đối tượng quan trọng khiến các tổ chức phản động ra sức lôi kéo? Và chúng đã sử dụng những chiêu thức như thế nào để dụ dỗ, cũng như là làm thế nào để tạo sức đề kháng cho chính học sinh sinh viên trước những chiêu trò ngày càng tinh vi của các thế lực phản động? Thì chương trình ngày hôm nay sẽ nhận diện rõ điều này. Xin được trân trọng giới thiệu có mặt tại trường quay lúc này là bạn Nguyễn Hải Anh, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Xin chào Hải Anh. Và cảm ơn Hải Anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước khi trao đổi với Hải Anh thì kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi một phóng sự sau của chúng tôi. Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 12 đối tượng thuộc cái gọi là Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Các đối tượng này bị truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong số này có đối tượng Trương Nguyễn Minh Chí. Bị cáo Chí thừa nhận tham gia Tổ chức Chính phủ Việt Nam lâm thời là một tổ chức phản động. Bên cạnh đó, bị cáo Chí cũng thừa nhận việc trực tiếp tiếp xúc, xúi dục, lôi kéo các em học sinh lớp 9 và lớp 10 tại Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tham gia đi biểu tình, làm đơn xin gia nhập Tổ chức Chính phủ Việt Nam lâm thời, qua đó tiến hành bạo động. Và Nguyễn Phương Uyên, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ. Năm 2013, Uyên bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cô sinh viên này đã bị Nguyễn Thiện Thành, một đối tượng đang bị Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã do liên quan đến hoạt động chống phá nhà nước, lôi kéo tham gia tổ chức phản động Tuổi Trẻ Yêu Nước. Thực hiện theo kế hoạch của Thành, Uyên tự làm cờ vàng ba sọc đỏ bằng giấy và bút sáp, viết những nội dung phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam và những nội dung phản động khác. Ngoài ra, Uyên còn dùng tiền mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng để dán vào mặt sau của truyền đơn nhằm thu hút sự chú ý của người đi đường. Các tờ truyền đơn này đều chứa nội dung xuyên tạc lịch sử, chính sách, chủ quyền biển đảo, tôn giáo, phỉ báng chính quyền, kêu gọi người dân biểu tình chống Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Năm ngoái, trong các hoạt động gây mất trật tự công cộng, ngày 10 tháng 6 năm 2018 vừa qua, các thế lực phản động đã dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, dụ dỗ các bạn học sinh, sinh viên tham gia vào các cuộc tuần hành xuống đường gây rối. Và đã có những sinh viên bị kẻ xấu dụ dỗ rơi vào vòng lao lý. Có thể thấy là trong thời gian gần đây thì đã có những cái gương mặt rất là trẻ xuất hiện trong những cái cuộc xuống đường gây rối, và thậm chí là có một số người thì đã bị kết án với tội danh là tuyên truyền chống phá nhà nước. Vậy thì là một sinh viên thì theo Hải Anh, vì sao học sinh, sinh viên và thanh niên lại là đối tượng khiến cho các thế lực thù địch ra sức lôi kéo để phục vụ cho mục đích của họ? Vâng ạ, em nghĩ lực lượng sinh viên là một lực lượng rất là năng động và đầy nhiệt huyết, và cũng rất là dễ để tiếp cận với những cái nguồn thông tin, đặc biệt là trên mạng xã hội, và đặc biệt là nắm bắt những cái xu hướng ở trên mạng xã hội rất nhanh. Em nghĩ rằng đây là điểm mạnh, cũng là điểm yếu mà của các bạn sinh viên mà các thế lực xấu dễ dàng nắm bắt và lợi dụng. Hơn hết nữa là cái kinh nghiệm sống cũng như là cái khả năng phân tích vấn đề các bạn còn kém. Vậy cho nên là khi mà đọc được những cái thông tin ở trên mạng thì rất khó để phân biệt đúng và sai, cho nên là các bạn rất dễ là bị lôi kéo. Vậy thì trong thời gian vừa qua thì Hải Anh đã từng nghe những cái lời trực tiếp bị lôi kéo, bị dụ dỗ, hay là đọc được những cái thông tin có cái tính chất xuyên tạc không đúng sự thật như vậy trên mạng xã hội chưa, và cái phản ứng của Hải Anh như thế nào trước những thông tin đó? Em chưa từng bị lôi kéo bao giờ, thế nhưng mà đọc thì em đã đọc được rất là nhiều những thông tin ở trên mạng xã hội, ví dụ như là kêu gọi sinh viên xuống đường biểu tình vào ngày 2 tháng 9, hay là biểu tình chống lại luật an ninh mạng. Bản thân em thì có cái quan điểm rất rõ ràng về vấn đề này, và em luôn luôn giữ vững lập trường của mình, vậy nên là em bỏ qua những thông tin đó. Vậy thì bên cạnh những cái việc đọc thông tin đấy thì Hải có thể chia sẻ về một số những cái cách thức, những cái chiêu thức khác mà các cái phần tử cơ hội chính trị họ đang sử dụng để lôi kéo học sinh, sinh viên để phục vụ trong mục đích của họ hay không? Chiêu thức này thì bạn của em đã từng gặp phải. Đó là một lần bạn ý lên trên mạng để tìm kiếm thông tin về việc làm thêm, thì bạn ấy đã đọc được một cái dòng tin tuyển dụng.
họ đã đưa lên những cái trang ví dụ như là tìm việc làm cho sinh viên ở trên Facebook, tuyển các bạn sinh viên với mức lương là 300.000 đồng một ngày, với công việc rất là đơn giản, đó là cầm biển và đứng trước cửa đại sứ quán. Và sau khi mà đọc được cái thông tin đấy thì bạn ấy đã hỏi ý kiến em, thì em đã bảo là với một cái mức lương là 300.000 đồng mà một ngày mà chỉ đứng ở trước cửa đại sứ quán thôi thì mình nghĩ là cái công việc này nó không phải là công việc tốt đâu. Vì vậy cho nên là hai đứa bọn em đã bàn bạc nhau rất là kỹ, vậy là đã không tham gia cái công việc đấy. Em nghĩ là với cái số tiền 300.000 đồng một ngày thì với sinh viên là một số tiền không hề nhỏ, vậy nên là sẽ có những bạn sinh viên bị mắc bẫy nếu như mà không tỉnh táo. Vâng, cảm ơn Hải Anh rất nhiều về những chia sẻ của bạn liên quan đến một chiêu thức mà những cái phần tử xấu họ đang lợi dụng để lôi kéo học sinh sinh viên để phục vụ cho cái mục đích của họ. Và để có thể nhận diện thêm về những cái chiêu thức như thế này thì kính mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi tập hợp sau của chúng tôi. Để liên hệ móc nối, lôi kéo học sinh sinh viên để hoạt động chống lại chính quyền nhân dân, một số chiêu bài trá hình được các tổ chức phản động sử dụng như tổ chức các buổi báo cáo, tọa đàm quốc tế, lớp học tiếng Anh miễn phí, các chương trình học bổng dành cho sinh viên các trường, các lớp học trực tuyến. Trước kia, chúng dùng Facebook để công khai đăng tải thông tin, kêu gọi các bạn học sinh sinh viên tham gia biểu tình, nêu lịch trình cụ thể. Hiện nay, chúng còn dùng thủ đoạn tinh vi hơn là gửi tin nhắn cá nhân inbox vào từng tài khoản Facebook của từng sinh viên để kêu gọi tham gia biểu tình. Có trường hợp, chúng đã chiếm quyền điều khiển của một fanpage của một trường đại học, giả mạo các thầy cô giáo để kêu gọi sinh viên đi biểu tình. Cũng đã có đọc được những cái thông tin ở trên mạng xã hội, ví dụ như là những cái sự kiện như là có một số nguyên thủ quốc gia của các nước khác đến Việt Nam, thì cũng đã có những tổ chức đã đăng những cái bài như kiểu là kêu gọi đi biểu tình ở phủ chủ tịch hay là ở trước cửa đại sứ quán. Có một người viết một bài là nhà nước chúng ta có những vấn đề này, vấn đề kia và chúng ta cần có những cuộc biểu tình. Nhưng mà, và mọi người nghe theo lời những nhà dân chủ đó để cùng đi biểu tình với họ. Nhưng mà thực chất việc biểu tình đó, họ, những người mà làm theo họ không biết là bằng việc biểu tình đó họ đã đồng thời vi phạm pháp luật, cũng đồng thời đem đến sự gây mất trật tự cho xã hội cũng như nhà nước. Thì là mình cho rằng là họ có một cái mục đích nhất định là chống phá về cái xã hội của chủ nghĩa của Việt Nam đấy, và nhà nước Việt Nam. Tại vì là thường là các thông tin họ đưa ra rất là tiêu cực. Rõ ràng, với đặc điểm nổi bật là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn, mạng xã hội đang trở thành nhu cầu thiết yếu, tác động trực tiếp và làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân cũng như sự phát triển của xã hội. Đây chính là môi trường thuận lợi để các thế lực thù địch phản động chống phá về chính trị. Thiết lập các trang website có tên miền giống như tên miền thật, các blog, các trang web đưa những nội dung giật gân khiến độc giả tò mò và truy cập vào. Đây là một trong số nhiều thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để tấn công trên mạng xã hội. Có rất nhiều thủ đoạn rất tinh vi và xảo quyệt. Trong các nội dung thông tin ấy thì chúng cài đặt những cái nội dung để xuyên tạc, bôi nhọ cái chế độ của ta, rồi đi ngược lại những quan điểm đường lối chủ trương của Đảng. Đồng thời có những cái chiêu bài để dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc thanh niên để không để cho đối với thanh niên mà có những cái nhìn nhận đánh giá không chính xác sẽ mắc lừa đi theo và vô hình dung là công cụ để tuyên truyền chia sẻ những cái thông tin sai đó. Em muốn là chúng ta hãy cùng nhau biết chắt lọc thông tin, chắt lọc những nguồn thông tin ở trên mạng, bởi vì là không phải là những thông tin nào cũng đúng, và để mà có thể hiểu được hơn về những thông tin ở rằng là có đúng hay không thì chúng ta cần phải kiểm tra một cách kỹ càng. Tôi thực ra thì là khi mà đọc được cái vấn đề về đòi dân chủ ấy thì là tôi thấy là đều là của các một cá nhân có trên Facebook, và tất nhiên là thường là những người ở nước ngoài hoặc là những người ở trong nước, và đưa lên những cái vấn đề dân chủ là thực sự là một cách là phiến diện là từ phía họ, và họ thường là kêu gọi rằng là xã hội của chúng ta hoặc là đất nước Việt Nam chúng ta là đang là không có dân chủ và là có cái sự là phân biệt hay là không có sự công bằng ấy. Nhưng mà là người trẻ của mình ấy thì thực ra là mình đọc được và nên chắt lọc, và mình có hiểu được là cái nguồn gốc của cái vấn đề đấy xảy ra để mà mình lựa chọn thông tin đúng để theo dõi và đọc thôi. Trong thời gian tới,
thanh niên công an quân đội sẽ tổ chức nhiều hoạt động phối hợp hơn. Ví dụ chúng tôi sẽ tổ chức những các tọa đàm tại không chỉ là với cơ quan thanh niên bộ và thanh niên quân đội mà có thể tại các nhà trường, các học viện để làm sao mà từng đoàn viên, từng cán bộ chiến sĩ sẽ hiểu hơn về cái việc là cũng như là nâng cao cái trách nhiệm của mỗi một cán bộ chiến sĩ đối với cái việc mà đấu tranh chống những cái luận điệu sai trái trên mạng xã hội. Hải anh này, như vậy là có rất nhiều những cái chiêu thức mà các cái thế lực phản động họ đang sử dụng để lôi kéo bằng được học sinh sinh viên phục vụ cho mục đích của họ. Vậy thì khi mà đọc những cái thông tin như vậy thì Hải anh cũng như bạn bè của mình có những cái phản ứng như thế nào? Em và bạn bè của em thì đã có quan điểm rất rõ ràng về vấn đề này, vì vậy là bọn em chưa từng bị lôi kéo hay là bị kích động. Em cảm thấy rất là lo lắng nếu như mà càng ngày càng có nhiều những bạn trẻ có những cái hành động như vậy, giống như là ở trong cái phóng sự vừa phát. Nếu đó là bạn em thì nhất định là em sẽ khuyên bạn ấy. Nếu mà không khuyên được thì chắc chắn là em sẽ tìm tới sự trợ giúp là các thầy cô. Việc các cái thế lực thù địch hiện nay họ đang sử dụng nhiều những cái phương thức, những cái thủ đoạn để có thể là tác động vào thanh niên sinh viên để lôi kéo họ phục vụ cho mục đích của những thế lực này, thì đã khiến cho một số những cái bạn thanh niên hiện nay thì đã bị phai nhạt lý tưởng, mà một số người gọi rằng đó là cái chứng nhạt đảng, khô đoàn và chán chính trị. Vậy thì Hải anh nghĩ gì về điều này? Sau khi nghe xong câu hỏi của chị thì em bỗng nhớ tới một cái sự kiện thể thao được diễn ra gần đây, đó chính là AFF Cup và đội tuyển Việt Nam đã giành giải vô địch. Và trong cái đêm mà đội tuyển Việt Nam giành giải vô địch đó thì em có xuống đường và thấy rất là nhiều những người dân Việt Nam mặc trên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng và cầm trên tay là quốc kỳ của Việt Nam, tất cả cùng nhau hô to là Việt Nam vô địch. Và trong cái khoảnh khắc đấy thì em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào, bởi vì em đã được chứng kiến cái sức mạnh đoàn kết của người dân Việt Nam. Chúng ta đoàn kết với nhau như vậy là bởi vì chúng ta có chung một lý tưởng. Nếu như mà bây giờ mỗi người có một lý tưởng khác nhau thì chẳng khác nào chúng ta đang tự đánh mất đi cái sức mạnh của dân tộc Việt Nam, đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết. Và em nghĩ rằng đâu đó trên thế giới này thì vẫn luôn có những quốc gia đang phải sống trong chiến tranh và bom đạn, và thật là hạnh phúc khi mà mỗi ngày mình thức dậy và được sống trong một quốc gia bình yên, hòa bình và có nền chính trị ổn định. Em nghĩ rằng đó là một cái điều quý giá mà chúng ta không thể nào đánh đổi bởi những cái lời kích động hay là lời lôi kéo của những cái thành phần xấu. Em và cả những bạn sinh viên của trường Đại học Văn hóa thì luôn luôn mong muốn và phấn đấu trở thành một đảng viên. Cái nhạt đảng, khô đoàn và chán chính trị nó chỉ xuất hiện ở một bộ phận giới trẻ rất là nhỏ thôi ạ. Và em nghĩ rằng là nếu mà chúng ta có những cái sân chơi bổ ích và có những cái hoạt động thiết thực thì nhất định là sẽ đưa được các bạn ấy trở về với cái lý tưởng đúng đắn để cống hiến cho đất nước. Cảm ơn Hải Anh rất nhiều. Và với những gì mà Hải Anh đã chia sẻ thì có thể thấy là bên cạnh những thanh niên, những sinh viên bị lôi kéo, bị kích động thì vẫn còn rất nhiều những bạn trẻ mà lý tưởng và nhiệt huyết của họ thì vẫn không hề phai nhạt. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới thì thanh niên, học sinh, sinh viên vẫn là những đối tượng quan trọng mà các thế lực thù địch nhắm tới. Nên việc nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn mà chương trình ngày hôm nay và rất nhiều những chương trình nhận diện sự thật khác của chúng tôi thì có thể sẽ giúp các bạn trẻ hiểu đúng, hiểu đủ và tự tạo ra sức đề kháng cho riêng mình để không bị lôi kéo vào những hoạt động phục vụ cho mưu đồ xấu của những đối tượng mà luôn nuôi ý định lật đổ chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bên cạnh đó thì các cấp các ngành sẽ cần phải luôn quan tâm đổi mới để tạo sân chơi thu hút giới trẻ, tạo môi trường để họ phát huy sức sáng tạo cũng như là nhiệt huyết và năng lượng dồi dào của mình. Chương trình nhận diện sự thật hôm nay xin dừng lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn Hải Anh đã nhận lời tham gia và đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.